Bài số 10, target theo hành vi sở thích nhân khẩu học chuyên sâu. Thì ở đây mình có một bảng là Facebook Audience Insight. Bảng Facebook Audience Insight này đã liệt kê cho các bạn gần như rất là khá chi tiết, tầm khoảng 8 đến 90% những target xuất hiện trên Facebook. Và chúng ta sẽ áp dụng bảng này trong việc target. Đầu tiên mình sẽ đi qua phần nhân khẩu học trước. Phần nhân khẩu học sẽ có học vấn, thế hệ, gia đình, sự kiện trong đời, cha mẹ, mối quan hệ và công việc. Thì trong mỗi một cái phần nhỏ như này Thì sẽ chia tiếp ra những cái phần nhỏ tiếp theo Ví dụ như phần học vấn Chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến trình độ học vấn Ngành học, trường học và khóa học cử nhân Đó Thì trong phần ngành học thì lại có rất là nhiều ngành khác nhau Kinh tế, kinh tế học, quản trị, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng, dự án dân dụng Luật pháp, ngoại ngữ, dược học, y khoa, nghệ thuật, kiến trúc, công tác xã hội, du lịch, âm nhạc, chính trị, tài chính. Đó. Trình độ học vấn thì sao? Trình độ học vấn thì lại cũng rất là nhiều các trình độ khác nhau. Ví dụ như là không xác định, trung học nào bỏ. Đây mình sẽ zoom lên. Trung học nào đó, trường đại học nào đó, trường cao học nào đó, đang học trung học, đang học đại học, đang học cao học, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học, bằng cao học, bằng cấp chuyên môn bằng thạc sĩ bằng tiến sĩ đó. Thì trong mỗi cái phần như này chúng ta sẽ có rất rất là nhiều các target khác nhau. Và công việc của chúng ta sẽ là mô tả chân dung khách hàng, sau đó chúng ta sẽ tìm những target phù hợp với cả chân dung khách hàng và nhóm đối tượng của chúng ta dựa trên cái bảng Facebook Audience Insight này. Ví dụ ở bên đây là mục sở thích. Mục sở thích thì rất là nhiều vô vàn gồm có công nghệ gia đình và các mối quan hệ, giải trí, kinh doanh và công nghiệp, mua sắm và thời trang, đúng không? môn thể thao và ngoài trời thể dục và sức khỏe sở thích và hoạt động đó đồ ăn và đồ uống thì vô vàn ví dụ như các bạn nữ chẳng hạn các bạn nữ thì uh, chắc chắn là sẽ thích cái mục gọi là đồ ăn và đồ uống đúng không họ sẽ rất là quan tâm đó thì trong mục đồ ăn đồ uống thì chúng ta sẽ chia ra là đồ uống có cồn nấu ăn đồ uống thức ăn ẩm thực nhà hàng thì đây là những cái mục như những cái mục mà chúng ta sẽ hướng đến những đối tượng riêng khác nhau ví dụ như là đồ uống có cồn chẳng hạn uống rượu bia đồ uống trưng cất thì đối tượng này sẽ đánh vào đối tượng văn phòng đúng không? văn phòng, văn phòng trở lên là chính đó. Ờ, thì sẽ rơi vào tầm khoảng từ hai ba tuổi trở lên đó. thì những cái đối tượng này mình có thể bán được những sản phẩm gì liên quan đến phụ kiện đúng không? rồi thuốc giảm cân, rồi thuốc giảm béo, rồi những thuốc liên quan đến tim mạch chẳng hạn như vậy đó. thì mình sẽ hình dung khi mà cái đối tượng khách hàng của mình vẽ ra được một cách tổng quan chưa cần chi tiết thì sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào cái bảng Facebook Audience Insight này chúng ta tìm ra được những target vô cùng tuyệt vời để áp dụng vào chiến dịch chạy quảng cáo của chúng ta còn bình thường khi mà chúng ta vẽ ra vẽ chân dung khách hàng xong thì chúng ta sẽ phải tự nghĩ uh, tự nghĩ ra target để chúng ta chạy và chúng ta test rồi chúng ta tìm target trên Facebook chúng ta uh, nọc khách hàng chúng ta soi nick đúng không để tìm ra các target hoặc là chúng ta vào phần uh, sở thích của bạn trong Facebook cá nhân hoặc chúng ta vào phần vào phần tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo này đó thì ngoài những cái cách đó ra thì chúng ta có thể áp dụng bảng Facebook Audience Insight này để chúng ta tìm ra được target tìm ra được target cho nhóm đối tượng của chúng ta đó ví dụ ở đây phần du lịch chẳng hạn đúng không du lịch sẽ có là những người thường xuyên đi du lịch quốc tế rồi hiện đang du lịch rồi người đi công tác người đi làm bằng vé tháng chán như vậy thì đây là những cái target có thể tiếp cận đến nhóm đối tượng khá là chính xác. Ví dụ như là những người đi làm bằng vé tháng thì thường thường sẽ rơi vào là dân văn phòng. Mà dân văn phòng thì thường khi mà mọi người chạy đồ văn phòng thì rất ít khi mọi người hình dung và để ý đến những cái target như thế này. Ví dụ target là người đi làm bằng vé tháng thì chắc là rất là hiếm người để ý và quan tâm đến target này hoặc là thậm chí đang nghĩ ra rất là khó. Thường thường mọi người target mọi người sẽ target là đồ công sở mọi người sẽ chọn là đầu tiên là từ khóa là đồ công sở, sau đó là rồi quần âu áo âu, đúng không? Ờ, rồi giày tây đó, rồi phụ kiện thời trang cao cấp thì đa số là mình thấy là mọi người sẽ chọn những cái từ khóa như vậy, rồi iPhone các thứ, nhưng mà rất ít khi những người để ý đến cái từ khóa gọi là đi làm bằng vé tháng, mọi người có thể test thử và tỷ lệ hiệu quả nếu như mà tỷ lệ hiệu quả cao và ra đơn đơn mạnh thì mọi người có thể là nâng ngân sách hoặc là nhân bản lên để đánh sâu hơn về target này và đó sẽ trở thành một target vàng cho mọi người và trong cái bảng Facebook Audience Insight này sẽ có rất rất là nhiều target mà mọi người sẽ chưa bao giờ mọi người nghĩ ra đó